Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho quê hương Việt Nam của chúng ta những con người biết kính yêu Chúa. Và trong thánh lễ này, chúng ta xin được noi gương các ngài như trong lời nguyện nhập lễ, sẵn sàng hy sinh sống chết vì niềm tin vào Chúa Kitô. Trong lịch sử của thế giới, hàng vạn người cũng anh dũng tìm đến cái chết để chứng minh niềm tin của họ. Ông Socrates đã uống thuốc độc chết để chứng minh cái triết lý mà ông tin là đúng, là chính xác. Trong lịch sử Việt Nam có nhiều vị cũng tìm đến cái chết để chứng minh lòng yêu nước của mình. Cụ Phan Thanh Giản chống Pháp để bảo vệ lục tỉnh miền Nam, dù bị triều đình Huế giáng chức 5 lần, nhưng ông vẫn trung thành với nhà Nguyễn và cương quyết chống Pháp. Sau khi các tỉnh miền Nam bị Pháp chiếm đóng, ông tuyệt thực 17 ngày và qua đời để nói lên lòng trung thành với quê hương dân tộc của ông. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, rất nhiều tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng đã tổn tiếp, đã tự vấn để nói lên quan điểm yêu nước, thương loài, yêu miền Nam tự do, độc lập, chống lại sự cường chiếm của kẻ thù. Họ là những người đáng kính. Tuy nhiên, cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta có những điều khác biệt. Để chứng minh, tôi xin quý vị cùng tôi trở về Kinh Thánh. Không biết anh chị em nghĩ sao? Chứ riêng tôi khi đọc lại Thánh Kinh, đọc lại các câu chuyện của vị tử đạo đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Vị tử đạo đầu tiên trong lịch sử giáo hội đó là Thánh Stefano. Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ kể lại về sự tử đạo của Thánh Stefano. Và khi kể lại câu chuyện đó, và ta so sánh với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên đồi Carmel, thì tôi thấy giống y như đúc vậy. Đặc biệt là cái phần khi Thánh Stefano bị người ta ném đá cho đến chết, thì cũng giống như Chúa Giêsu trên cây thánh giá, thay vì ngài mở miệng để nguyền rủa những người đang làm cho mình phải đau đớn, thì ngài lại mở miệng để cầu nguyện y như Chúa Giêsu trên cây thánh giá: lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và tôi nghĩ rằng, thưa anh chị em, đây là nét đặc trưng của các thánh tử đạo Việt Nam Kitô giáo. Tức là cho dẫu có bị người ta giết chết mà lòng vẫn chan chứa một tình yêu, cho dẫu người ta lên án, chất vấn, bỏ tù, vẫn chan chứa một lòng tha thứ, không kết án. Có thể là trong những phong trào xã hội hay là trong những thế hệ thống triết học khác, cũng có những người dám hy sinh mạng sống vì lý tưởng, vì chân lý. Nhưng mà khi họ chết, thì lòng họ đầy dẫy căm thù, họ nguyền rủa, họ lên án, họ chửi bới những kẻ giết hại mình. Còn nét đặc trưng của những vị tử đạo Kitô giáo là chết đấy, nhưng lòng vẫn chan chứa một tình yêu, tình yêu Phật giáo, tình yêu mà Đức Giêsu đã hiến thân mình trên đồi Carmel. Không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn của mình. Và cái nét đặc trưng này được thể hiện rõ rệt trong cuộc sống các thánh tử đạo Việt Nam. Tôi xin dẫn chứng một vài vị thánh tử đạo Việt Nam. Thừa Sai gác lên kính,
gửi thư cho bạn bè: tôi sẵn lòng tha thứ cho những kẻ áp bức tôi. Cụ hoàng lương cảnh làm cho quan quân phá lên quyền vì khi họ yêu cầu cụ đọc lời kinh như sau: cầu Chúa Giêsu xin cho vua quan trị nước cho yên càng ngày càng thịnh. Tại pháp trường, ông Lê Văn Phụng nhắn nhủ con trai này: con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác ba nhé. Và dặn dò thân hữu: hãy tha thứ các bạn ơi, hãy tha thứ vì chính tôi đã thương tha. Một vài ví dụ rất cụ thể để chứng minh rằng các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta kiên quyết sống cho trọn vẹn tin mừng Chúa Giêsu Kitô dù phải chết. Các ngài sống và làm theo chân lý phúc âm, chết cũng chấp nhận, dù cho người ta hiểu lầm, nghi kỳ, bắt ớ, tù đầy, giết chóc. Lòng các ngài vẫn chan chứa một tình yêu, vì các ngài tin vào Thiên Chúa là tình yêu. Và các ngài xác tín rằng giới đàn lớn nhất của Kitô giáo chính là giới đàn yêu thương. Thưa anh chị em, nếu chúng ta hiểu như vậy thì ngày hôm nay đây thì chúng ta tụ họp mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam là mỗi người chúng ta được mời gọi để sống sứ điệp đó, để sống cái tinh thần các thánh tử đạo đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hãy sống cái tinh thần yêu thương trong mọi mối quan hệ trong đời sống hàng ngày. Cho dẫu ta có bị hiểu lầm, cho dẫu ta có bị nghi kỵ, cho dẫu ta có bị thiệt thòi, anh chị em và tôi được mời gọi để sống theo chân lý của phúc âm. Cho dù bị nghi kỵ thiệt thòi, lòng chúng ta không chất chứa căm thù, nhưng vẫn một niềm yêu thương và cao điểm của tình yêu chính là sự tha thứ. Và giáo hội cần những tín hữu như vậy. Ngày xưa Tertulliano nói một câu thành tiếng: máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các kỳ tổ. Máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các kỳ tổ. Tôi xác tín như vậy. Nhưng mà máu ở đâu thưa anh chị em? Không chỉ là giọt máu thân xác đổ ra, mà máu ở đây chính là những hy sinh, những từ bỏ mà tất cả những ai tin vào Chúa Kitô đều cũng phải chấp nhận. Dù mình không đổ ra một giọt máu thân xác, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày để trung thành với tin mừng, mình đã chấp nhận nhiều hy sinh từ bỏ, có khi từ bỏ những gì sâu xa nhất trong con người của mình. Mà đó là điều mà giáo hội cần. Giáo hội nếu có những người tín hữu sống từ bỏ hy sinh như thế thì máu hy sinh của họ sẽ làm giáo hội phát triển. Hồi tôi còn làm linh mục, tôi thường đi thăm các bệnh nhân. Bây giờ làm giám mục thì không có được nhiều gì. Nhưng mà tôi nhớ đến một bệnh nhân tôi đến sức dầu. Bà bị ung thư giai đoạn cuối, đầu lắm. Trong giây phút trò chuyện ngắn trước khi sức dầu và trao bình thánh Chúa cho bà, thì bà không nói năng gì đến bệnh tình của bà. Bà quan tâm nhất là đứa con út vừa mới bị vô tù vì lái xe thế nào đó mà tung vào một người và tử thương họ. Bà nhờ tôi đưa lá thư cho tòa án để hy vọng bớt lại những năm tù và cầu nguyện cho cháu. Tôi hỏi bà tình hình bệnh ung thư của bà ra sao, thì bà nói: thưa cha, con phó thác hết cầu nguyện cho con cháu và đặc biệt đứa con út mà con vừa mới kể cho cha. Hóa ra bà đã hy sinh sự đau đớn bệnh ung thư của mình
cầu nguyện cho con cái của mình. Đối với tôi, đây là một cuộc sống từ bỏ hy sinh, phản ánh tinh thần phúc âm, phản ánh tinh thần các thánh đạo Việt Nam mà chúng ta mừng dịp hôm nay. Và tôi tin chắc rằng trong cộng đồng của chúng ta đây cũng có rất nhiều người âm thầm sống như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta, như tôi đã nói, được kêu mời bắt chước các thánh tử đạo Việt Nam bằng những hy sinh nho nhỏ trong đời sống thường ngày. Cha mẹ dành thời giờ với con cái cũng là một chút từ bỏ, cố gắng sắp xếp để ăn cơm chung trong gia đình là một chút từ bỏ, tắt tivi, tắt điện thoại, tắt internet, tắt cell phone để đọc kinh chung với gia đình là một chút từ bỏ, không chịu theo những thói hư tật xấu như là rượu chè, bài bạc, cá độ là một chút từ bỏ, kiềm hãm miệng lưỡi, không nói hành nói xấu hay phê bình người khác cũng là một hy sinh từ bỏ. Nếu gặp phải khó khăn trong cuộc sống gia đình, từ bỏ hy sinh và tha thứ cho nhau để gia đình được hòa thuận với nhau, đó cũng là một cách sống từ bỏ. Và nếu khi ta sống như vậy, thưa anh chị em, thì khi anh chị em đến đây dâng thánh lễ, những giọt máu hy sinh đó được hòa lẫn với giọt máu của Chúa Kitô đổ ra trên thập giá và làm cho thánh lễ chúng ta dâng không còn là một nghi thức bề ngoài mà là một sự sống, là một hiện thực không ngừng chảy, không ngừng luân chuyển trong đời sống đức tin của chúng ta. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta bồi hồi, chúng ta vui mừng, chúng ta thán phục các ngài vì đã trải qua biết bao gian lao thử thách mà vẫn trung kiên giữ gìn đức tin. Giữa xã hội ngày hôm nay, giữ đức tin và làm cho đức tin được tỏa sáng rất có thể là khó hơn đời cha ông chúng ta. Nhưng cái trách nhiệm ấy chúng ta không thể cho ai được, bởi vì chúng ta là con cháu của các ngài. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, và bởi vì Thiên Chúa cũng đã thánh hiến mỗi người chúng ta đặc biệt qua bí tích rửa tội, thế nên chúng ta thuộc về Thiên Chúa như các thánh tử đạo Việt Nam, chứ không thuộc về thế gian. Chúng ta xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu nguyện cho con cháu của các ngài đang còn sống ở trần gian này là chúng ta đây, để chúng ta còn một chút gì là gia sản để làm cho con cháu chúng ta sau này, để con cháu chúng ta sau này nhớ đến chúng ta. Tuy chúng ta không được tự đạo như các thánh tự đạo Việt Nam, nhưng con cháu của chúng ta biết được cha mẹ mình, ông bà mình cũng đã từ bỏ hy sinh vất vả biết bao nhiêu để sống đức tin, truyền lại đức tin cho con cháu.